Vì sao càng trưởng thành càng cô đơn, chỉ thích ở một mình hơn bao giờ hết? Vì sao càng trưởng thành càng cô đơn? Thở nhỏ với đôi chân bé xíu chúng ta đâu được đi đâu xa xôi nên cuộc sống của chúng ta xoay quanh những câu chuyện kể của bố mẹ và những món đồ trời mà ta giữ khu khư mỗi ngày. Vốn hiểu biết nhỏ nhoi đấy đủ làm ta vui, ta hạnh phúc là đủ rồi. Trong vòng tay của cha mẹ ta cảm thấy yên ổn cho đến khi bạn trưởng thành, đôi chân cứng cáp hơn, thuận lợi cho những chuyến đi xa cũng là khi những cảm giác trống rỗng luôn thường trực khi đó ta biết rằng mình không còn lại cái rốn của vũ trụ nữa rồi càng được đi xa càng biết thế giới này lớn tới chừng nào ta càng thấy mình nhỏ bé và những nỗi cô đơn xuất hiện ngày càng nhiều thậm chí giữa đám đông ồn áo náo nhiệt ta bỗng trứng lại tự hỏi mình là ai bạn cũng chỉ vừa cùng đám người có cười nói mà giờ đây trái tim bỗng trỗi lên sự lạnh lẽo khôn nguôi mảng trống nào đó lại bao trùm lấy lý trí khiến bạn tự hỏi vì sao ta luôn có cảm giác cô đơn bất kể cuộc sống có no đủ đến đâu đi chăng nữa khi ta trưởng thành là khi ta cũng biết giấu nhẹn cảm xúc một cách rất kỹ để chứng tỏ mình mạnh mẽ, chỉ sợ mang nỗi buồn riêng mình ra nói thì bị người đời cười chê. Người lớn cô đơn không như trẻ con nhanh quên, chúng chỉ cần bố mẹ dỗ dành bằng cái ôm, bằng món quà yêu thích là đã lại hân hoan như chưa có chuyện gì từng xảy ra. Con chúng ta nỗi cô đơn đó cứ lặp đi lặp lại khi nào chúng có cơ hội mà chẳng biết làm thế nào để thoát ra được. Có thể thấy, đặc điểm chung của những người trẻ đó là ham chơi, ham vui nên tìm những địa điểm có thể tụ tập nhiều người để thỏa mãn sở thích này. Thế nhưng càng lớn tuổi ta lại thích ở nhà nhiều hơn. Thích ăn uống ở nhà hơn là đi ăn nhà hàng vì thích cảm giác ấm cúng khi được quây quần bên người thân hoặc cũng chẳng vì lý do gì quá cụ thể cả. Càng trưởng thành càng cô đơn, ta thấy mình nhỏ bé giữa thành phố nhỏ bé cho dù ta cũng đang may mắn có một việc để làm, có một người để yêu thương. Nhưng nếu bạn đi hỏi những người xung quanh bạn cũng sẽ sớm nhận ra rằng đó là cảm giác chúng dường như đó không chỉ là ý nghĩ của riêng mình bạn. Thế mà bao lâu nay, có những người trốn tránh nó bằng cách tìm đến rượu, bia, chất gây nghiện, để thoát nỗi cô đơn. Trong khi ai cũng có gặp tình trạng tương tự nhưng đâu phải ai cũng cảm thấy phiền như cách ta vẫn nghĩ. Thậm chí, có những người vì quá sợ hãi cô đơn mà đi kiếm vội tìm nhanh một nửa cô đơn khác. Chỉ tiếc là chẳng thể nào hòa hợp với nhau lại càng khiến lòng mình sâu buồn thăm thẳm mà chẳng thế nói ra. Họ đã vô tình gây hại cho người khác chỉ vì cố gắng khỏa lấp nỗi trống vắng trong lòng mình mà quên đối diện với nó. Cô đơn của người trưởng thành không đáng sợ. Những nỗi cô đơn cứ lớn dần lên trong cuộc sống khiến ta cảm thấy sợ. Sợ rằng ta cô đơn có phải vì không ai hiểu mình, có phải vì người thân không yêu thương mình, hay ta đang mất kế nối với một nửa mà mình từng yêu thương. Càng trưởng thành sự bất an này càng lớn mà không phải ai cũng đủ khả năng giải thích được. Chỉ khi đọc được những câu nói hay về sự cô đơn của những người đi trước, của người có kinh nghiệm để thấy đó là cảm giác tự nhiên, thân quen như hơi thở của chúng ta vậy. Vì thế có gì mà đáng sợ hãi cơ chứ? Càng có nhiều trải nghiệm ta càng nhận ra rằng tranh giành hơn thua với đời cũng chẳng để làm gì. Ta chọn cách cô độc một chút, không còn ganh đua, đố kỵ, ghen ghét cũng là để được sống thật với con người của mình. Không hẳn là vì ta an phận mà ta có cơ hội để đối thoại với tâm mình. Điều này luôn cần thiết để tránh việc ta cứ ào ào xuôi theo dòng chạy của cuộc sống mà đánh mất giá trị cốt lõi của bản thân. Đôi khi, cô đơn là việc cần thiết để cân bằng giữa cuộc sống náo nhiệt này, thậm chí khi bạn chọn đi đến tận cùng nỗi cô đơn để thử khám phá chính bản ngã của mình ở nơi cùng cực nhất. Quan trọng là ở chữ cân bằng đấy vì có lúc cần vui tới bến, có lúc lại cần trốn vào một góc riêng để ta hiểu cuộc sống ở hai khía cạnh đấy. Cô đơn cũng có vẻ đẹp của nó để bạn biết trân trọng hơn những phút giây hạnh phúc, chớ nên tự tìm cách lừa dối bản thân về sự đông vui giả tạo, những nụ cười gượng gạo. Cô đơn rất cần cho việc sáng tạo, khi đó bạn mới làm việc thực sự hiệu quả nhất. Do đó, biết tận dụng khoảng thời gian cô đơn lại chính là mục tiêu và quan niệm cần có của mỗi một người thành công và có bản lĩnh. Hãy học cách chấp nhận nỗi cô đơn như là gia vị, món quà không có trong kế hoạch của bạn mà cuộc đời ban tặng để điểm tô cho muôn màu của cuộc sống. Học được cách sống tốt trong cô đơn để làm người bản lĩnh. Cuộc sống là vậy, bạn phải chấp nhận sự thay đổi, luân chuyển của nó, bạn càng cố nắm bắt, níu giữ điều gì thì bạn càng buồn giận khi thứ đó mất đi. Vì thế, đôi khi cần biết nắm và buông đúng lúc sẽ giúp lòng mình nhẹ nhàng hơn.